Hoàng Anh Gia Lai chia tay huấn luyện viên Kiati Sắc, mới huyền thoại nước Ý dẫn dắt. Quang Hải hội quân đội tuyển Việt Nam đá với câu lạc bộ Dortmund. Đối thủ đội tuyển Việt Nam nhận tin sét đánh ngay trước thềm AFF Cup. Tuyển Việt Nam sắp tập trung trở lại để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Hoàng Anh Gia Lai chia tay Kiati Sắc, mới huyền thoại nước Ý dẫn dắt. Nhiều thông tin cho rằng huấn luyện viên trưởng Kiati Sắc sẽ không ký thêm hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai sau bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mới đây trên trang Wikipedia phiên bản tiếng Anh, cựu danh thủ Italia Donadoni bất ngờ xuất hiện tên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mục những đội bóng dẫn dắt. Điều này đã khiến cho người hâm mộ của đội bóng phố núi không khỏi bất ngờ. Theo đó thì vào ngày 19 tháng 11, V-League 2022 sẽ kết thúc. Huấn luyện viên Kiati Sắc cũng sẽ hết hạn hợp đồng 2 năm với đội bóng phố núi. Chính vì vậy mà việc huấn luyện viên trưởng Donadoni về dẫn dắt đội bóng của Bầu Đức là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đó thì ông Kiati Sắc từng phủ nhận về việc gia hạn thêm hợp đồng của một đội bóng phố núi. Mọi việc phải chờ kết quả thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay, xong rồi Bầu Đức mới quyết định. Trước đây tôi đã nói với Bầu Đức rằng chỉ sang giúp Hoàng Anh Gia Lai 2 năm và bây giờ thì thời hạn đã hết. Tôi sẽ thảo luận với Bầu Đức cũng như là gia đình sau khi mùa giải kết thúc. Về phía huấn luyện viên trưởng Donadoni, dẫu biết rằng Wikipedia là trang thông tin mà người đọc hoàn toàn có thể thoải mái chỉnh sửa mọi chi tiết, nhưng rõ ràng là không phải ngẫu nhiên mà trang web lại cập nhật dòng trạng thái đó. Về vị cựu danh thủ này, ông mới chia tay câu lạc bộ Jensen của Trung Quốc vào năm 2020. Trước đó, vị cựu danh thủ người Ý từng dẫn dắt nhiều đội bóng nổi tiếng như Napoli, Parma hay thậm chí là cả đội tuyển quốc gia Italia. Khi còn mặc quần đùi áo số, huấn luyện viên trưởng Roberto Donadoni thi đấu ở vị trí tiền vệ cùng với AC Milan, ông đã có được 6 chức vô địch Serie A và 3 cúp C1 châu Âu. Ngoài ra, ông cũng giành ngôi Á quân World Cup 1994 với đội bóng Áo Thiên Thanh. Về phía đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, ở mùa giải năm nay họ không có được thành tích như mong đợi. Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu V-League trong những chuỗi trận hòa nhạt nhòa, sau đó họ vươn lên và thi đấu thăng hoa ở giai đoạn giữa. Tuy vậy, họ không giữ vững được phong độ quá lâu và tiếp tục gây thất vọng ở giai đoạn lượt về. Hiện tại Hoàng Anh Gia Lai đã trụ hạng thành công. Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, đội bóng phố núi sẽ chạm trán Tân Vương V-League, câu lạc bộ Hà Nội trên sân nhà Pleiku. Quang Hải hội quân đội tuyển Việt Nam đá với câu lạc bộ Dortmund. Theo lịch thi đấu, thời điểm mà đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với câu lạc bộ Dortmund trùng với FIFA Day, nên Quang Hải sẽ được về nước để tham dự trận đấu ngày 30 tháng 11 tới đây. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có cơ hội trở lại thi đấu của Pau FC trong ngày mà World Cup 2022 khởi tranh trước khi về hội quân đội tuyển Việt Nam. Theo đó, sau khi dễ dàng đánh bại Angers Monter ở vòng 7 Cúp Quốc gia Pháp hôm 29 tháng 10, Pau FC đã thẳng tiến vào vòng 8 và sẽ chạm trán US Colomiers. Trước một đội bóng chỉ đang chơi ở giải hạng 5 của nước Pháp, Quang Hải nhiều khả năng sẽ được trở lại đội hình thi đấu của Pau FC. Được biết là sau trận đấu này, Quang Hải sẽ rời đội để trở về hội quân đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với câu lạc bộ Dortmund tại FIFA Day vào tháng 11 năm 2022, và như vậy thì một điều chắc chắn là người hâm mộ Việt Nam sẽ được chứng kiến Quang Hải thi đấu với dàn sao của câu lạc bộ Dortmund. Còn việc anh có được Pau FC cho phép về đá AFF Cup 2022 thì vẫn phải chờ. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 11 để bắt đầu tập luyện. Riêng những cầu thủ đang thuộc biên chế của Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định hoặc Thanh Hóa sau khi đá xong cúp quốc gia sẽ lên tuyển muộn hơn. Đội tuyển Việt Nam sẽ có một tuần tập luyện trước khi bước vào trận giao hữu với câu lạc bộ Dortmund vào ngày 30 tháng 11, rồi sau đó là tiếp tục tập luyện hướng đến AFF Cup 2022. Trong đợt tập trung này, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ gọi khoảng 40 cầu thủ lên tuyển để sàng lọc ra nhân sự tốt nhất cho sân chơi khu vực. Sở dĩ ông Park gọi nhiều cầu thủ là bởi vì nhà cầm quân này muốn làm mới đội hình cũng như có thêm nhiều phương án chiến thuật để tạo bất ngờ tại AFF Cup. Trong đợt hội quân hồi tháng 9 vừa qua, một số gương mặt mới như Thành Nhân, Tuấn Tài, Đinh Duy đã ít nhiều để lại ấn tượng, nên nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục được gọi lên tuyển tại đợt tập trung tới. Đối thủ đội tuyển Việt Nam nhận tin sét đánh ngay trước thềm AFF Cup. Trung vệ Jao Min Tun của đội tuyển Myanmar bất ngờ tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia ngay trước thềm AFF Cup 2022. Tính tới thời điểm hiện tại, đội tuyển Myanmar vẫn chưa công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Antonio Hay cũng đã tiết lộ 5 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài sẽ được triệu tập là Mark Ewin, Jao Min Tun, Aung Thu, Lein Phil Win và Hein Hatet Aung. Tuy nhiên, điểm bất ngờ nhất là Jao Min Tun đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình vào ngày 14 tháng 11 vừa qua. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trung vệ 30 tuổi sẽ không thi đấu tại AFF Cup dù đang sở hữu phong độ tương đối ổn định tại Thai League 2022. Tại Thai League, Jao Min Tun đã thi đấu tổng cộng 7 trận đấu cho câu lạc bộ Chonburi. Bắt đầu từ năm 2018 thì trung vệ đội tuyển Myanmar đã chuyển sang thi đấu cho các câu lạc bộ tại Thái Lan. Bắt đầu từ Chonburi, Sukhothai, Chad FC rồi quay lại trở về Chonburi kể từ mùa giải năm nay. Ở đội tuyển quốc gia, Jao Min Tun đã thi đấu cho đội tuyển Myanmar từ năm 2014 với 31 trận đấu chính thức và ghi được 5 bàn.
Cá nhân trung vệ này đã góp mặt ở cả 3 kỳ AFF Cup là 24, 26 và 28. Đến AFF Cup 2021 gần nhất, trung vệ 30 tuổi không được triệu tập và Myanmar thì cũng bị loại ngay từ vòng bảng. Như vậy, đội tuyển Myanmar sẽ chỉ còn 4 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài được triệu tập tại AFF Cup 2022. Trong đó có 3 cầu thủ chơi bóng tại Thái Lan bao gồm Mamak Elwin, Aung Thu và cái tên còn lại là Hewin Aung. Thời gian tới thì đội tuyển Myanmar cũng sẽ có chuyến tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên trưởng Antonio Hay sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Thái Lan và vài câu lạc bộ khác tại Thái Lan. Đội tuyển Myanmar nằm ở bảng B tại AFF Cup 2022 cùng với Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào. Như thông tin đã được, đội tuyển Myanmar sẽ thi đấu trên sân vận động không có khán giả để tiếp đón hai đối thủ là Malaysia và Lào do lo ngại những vấn đề liên quan đến an ninh của trận đấu. Đội tuyển Việt Nam sắp tập trung trở lại để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ hội quân vào ngày 22 tháng 11 tại Hà Nội. Dự kiến là đội sẽ triệu tập khoảng 34 đến 36 cầu thủ, trong đó nhóm tuyển thủ của câu lạc bộ Hà Nội, Hoàng Gia Lai, Bình Định vẫn còn thi đấu tại Cúp Quốc gia vào ngày 23 tháng 11 nên họ sẽ tập trung muộn hơn so với các đồng đội. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới ngày 29 tháng 11 và có trận đấu giao hữu với Dortmund vào ngày 30 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Sau trận đấu này, những ngôi sao vàng sẽ vào Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn trong vòng 2 tuần. Dự kiến là trong quãng thời gian này, tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu với Philippines trước khi đá trận giao quân AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Lào trên sân khách vào ngày 21 tháng 12. AFF Cup sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Do đó mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang rất quyết tâm giúp đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất. Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ là Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore. Tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 2 chuyến làm khách trước Lào và Singapore, bên cạnh 2 trận đấu trên sân nhà trước Malaysia và Myanmar. Đối thủ đội tuyển Việt Nam nhận tin sét đánh ngay trước thềm AFF Cup. Trung vệ Jong Min Tun của đội tuyển Myanmar bất ngờ tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia ngay trước thềm AFF Cup 2022. Tính tới thời điểm hiện tại, đội tuyển Myanmar vẫn chưa công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Antonio Hay cũng đã tiết lộ 5 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài sẽ được triệu tập là Mamak Elwin, Jong Min Tun, Aung Thu, Lee Pyo Win và Hae In Hatet Aung. Tuy nhiên, điểm bất ngờ nhất là Jong Min Tun đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình vào ngày 14 tháng 11 vừa qua. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trung vệ 30 tuổi sẽ không thi đấu tại AFF Cup dù đang sở hữu phong độ tương đối ổn định tại Thai League 2022. Tại Thai League, Jong Min Tun đã thi đấu tổng cộng 7 trận đấu cho câu lạc bộ Chonburi. Bắt đầu từ năm 2018 thì trung vệ đội tuyển Myanmar đã chuyển sang thi đấu cho các câu lạc bộ tại Thái Lan. Bắt đầu từ Chonburi, Sukhothai, Chad FC rồi quay lại trở về Chonburi kể từ mùa giải năm nay. Ở đội tuyển quốc gia, Jong Min Tun đã thi đấu cho đội tuyển Myanmar từ năm 2014 với 31 trận đấu chính thức và ghi được 5 bàn. Cá nhân trung vệ này đã góp mặt ở cả 3 kỳ AFF Cup là 24, 26 và 28. Đến AFF Cup 2021 gần nhất, trung vệ 30 tuổi không được triệu tập và Myanmar thì cũng bị loại ngay từ vòng bảng. Như vậy, đội tuyển Myanmar sẽ chỉ còn 4 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài được triệu tập tại AFF Cup 2022. Trong đó có 3 cầu thủ chơi bóng tại Thái Lan bao gồm Mamak Elwin, Aung Thu và các tên còn lại là Hewin Aung. Thời gian tới thì đội tuyển Myanmar cũng sẽ có chuyến tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên trưởng Antonio Hay sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Thái Lan và vài câu lạc bộ khác tại Thái Lan. Đội tuyển Myanmar nằm ở bảng B tại AFF Cup 2022 cùng với Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào. Như thông tin đã được, đội tuyển Myanmar sẽ thi đấu trên sân vận động không có khán giả để tiếp đón hai đối thủ là Malaysia và Lào do lo ngại những vấn đề liên quan đến an ninh của trận đấu.